rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, mì ăn liền, còn gọi là mì tôm hay mì, là một sản phẩm ngũ cốc ăn liền, dạng khô, được đóng gói cùng gói bột súp, dầu gia vị, nguyên liệu sấy khô. Khi ăn chỉ cần chế nước sôi vào hoặc có thể ăn sống. Mì ăn liền được phát minh tại Nhật Bản. Sản phẩm được ra mắt vào năm 1958. Nhu cầu tiêu thụ mì ăn liền trên toàn cầu hàng năm rất lớn, trên 100 tỷ khẩu phần ăn. Việt Nam là quốc gia tiêu thụ mì gói đứng hàng thứ 5 trên thế giới, sau Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Nhật Bản. Như vậy, thành phần của mì ăn liền là gì và ăn mì gói nhiều có tốt cho sức khỏe con người hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu chính tạo nên vắt mì là bột lúa mì, dầu dùng để chiên mì là dầu cọ, phối trộn cùng là nước và một số thành phần phụ gia vị khác. Màu vàng của vắt mì được tạo nên từ chiết xuất củ nghệ hoặc chiết xuất trái dành dành. Bên cạnh đó E102, chất tạo màu cũng được dùng trong hàm lượng cho phép để tạo màu. Các thành phần phổ biến trong gói bột súp là muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Gói dầu gồm dầu tinh luyện được nấu chung với các gia vị như hành, tỏi, rau ôm, v.v. Chúng ta ăn mì không chỉ vì tiện lợi mà còn bởi đã nghiện hương vị đặc trưng của món ăn này. Mì ăn liền là một trong những món ăn quen thuộc không chỉ của các bạn học sinh, sinh viên mà còn của nhiều gia đình với nhịp sống tất bật vội vã. Chỉ một, hai gói mì sẽ chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, nếu ăn một lượng mì gói lớn trong thời gian dài thì tác hại là khó tránh khỏi. Mì tôm là thực phẩm được nhiều người sử dụng vì độ tiện lợi và nhanh chóng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Như các bạn cũng đã biết, mì tôm hay mì ăn liền được rất nhiều người trên thế giới yêu thích và sử dụng bởi độ thuận tiện, nhanh chóng, lại có giá thành rất rẻ. Mì tôm chủ yếu được làm từ bột mì, các loại dầu thực vật và hương liệu. Bột mì đã được làm chín trước, sau đó sấy khô hoặc chiên để rút ngắn thời gian chế biến cho người tiêu dùng. Mặc dù mì tôm ngon, rẻ và tiện lợi nhưng lại có thể ẩn chứa một số nguy cơ đối với sức khỏe. Mỗi loại mì tôm lại có thành phần dinh dưỡng khác nhau nhưng hầu hết chúng đều có lượng calo thấp và thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng. Ví dụ, trong một phần mì tôm vị gà thông thường có chứa lượng calo 188, carb 27g, tổng chất béo 7g, chất đạm 5g, chất xơ 1g, natri 891mg, thiamin 16% lượng tham chiếu hàng ngày RDI, fola 13% RDI, manga 10% RDI, sắt 9% RDI, niacin 9% RDI, riboflavin 6% RDI. Mì tôm thường làm bằng bột mì được tăng cường các dạng tổng hợp của một số chất dinh dưỡng nhất định như sắt và vitamin B. Tuy nhiên, nó lại thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ, vitamin A, vitamin C, vitamin B12, canxi, magie và kali. Hơn nữa, thực phẩm đóng gói như mì tôm cũng rất thiếu chất chống oxy hóa và chất phytochemical có tác động tích cực đến sức khỏe theo nhiều cách. Dưới đây là những tác hại của việc ăn mì tôm. Thứ nhất, dư thừa natri. Natri là một khoáng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể bạn. Việc không tiêu thụ đủ natri có thể gây ra một số căn bệnh, nhưng việc hấp thụ quá nhiều natri từ lượng muối dư thừa trong chế độ ăn uống cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Một trong những yếu tố đóng góp lớn nhất vào lượng natri trong chế độ ăn uống là thực phẩm chế biến sẵn, bao gồm cả thực phẩm đóng gói như mì tôm. Một chế độ ăn nhiều natri từ muối có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư dạ dày, bệnh tim và đột quỵ. Hơn nữa, ở một số người bị nhạy cảm với muối, chế độ ăn nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tim và thận. Mì tôm chứa lượng natri rất cao, một gói thông thường có thể chứa tới 1.760mg natri, tương đương 88% mức khuyến nghị 2g mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề xuất. Do đó, việc ăn một gói mì tôm mỗi ngày có thể khiến cơ thể dư thừa lượng natri khi nạp thêm các thực phẩm khác trong ngày. Thứ hai, chứa nhiều chất bảo quản E102, MSG và TBHQ. Giống như nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn khác, mì tôm cũng chứa các thành phần như chất điều vị và chất bảo quản, có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Butahydroquinone bậc 3, thường được gọi là TBHQ, là một thành phần phổ biến trong mì tôm. Đây là một chất bảo quản được sử dụng để kéo dài thời hạn sử dụng và ngăn ngừa sự hư hỏng của thực phẩm đã qua chế biến. TBHQ sẽ an toàn với một liều lượng rất nhỏ, nhưng việc thường xuyên hấp thụ chất này vào cơ thể có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh, tăng nguy cơ ung thư hạch và gây to gan. Một số người hấp thụ TBHQ có thể bị rối loạn thị lực. Một số nghiên cứu chỉ ra TBHQ còn có thể làm hỏng ADN.
Một thành phần gây tranh cãi khác được tìm thấy trong hầu hết các loại mì tôm là MSG, hay còn gọi là mì chính bột ngọt. Đây là chất phụ gia dùng để tăng hương vị của thực phẩm, giúp chúng trở nên ngon miệng hơn. Một số người dễ nhạy cảm với MSG hơn người bình thường. Khi bị phản ứng với MSG, có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, huyết áp cao, suy nhược, căng cơ và đỏ bừng da. Do đó, những người bị nhạy cảm với MSG, hay còn gọi là say mì chính, không nên ăn nhiều mì tôm. E102 là chất tạo màu mà hiện nay, các nước phát triển đã cấm người dân sử dụng chất này để tạo màu cho thực phẩm, trong đó có mì gói. Cảnh báo chất tạo màu E102, Nhật Bản cấm, EU cảnh báo, v.v. vì đất độc hại đến sức khỏe con người. Nhiều bài báo đã cảnh báo về sự độc hại của E102, mời các bạn tìm hiểu thêm. Thứ ba, gây béo phì. Thành phần chính có trong mỗi gói mì đó chính là chất béo và carbohydrate. Ăn nhiều mì sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, đồng thời khiến cơ thể bị thiếu hụt trầm trọng vitamin và các dưỡng chất cần thiết. Hệ lụy kéo theo đó là các căn bệnh liên quan đến béo phì như mỡ máu, tim mạch. Việc ăn quá nhiều mì tôm sẽ khiến cơ thể nạp thêm quá nhiều carbohydrate và chất béo, dẫn tới hàm lượng chất béo, calo tăng cao, từ đó gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao. Thứ 4. Tổn thương dạ dày, tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Mì tôm đã được chiên qua dầu và sấy khô, hơn nữa lại chứa nhiều chất bảo quản nên rất khó tiêu trong dạ dày. Việc ăn nhiều mì tôm không chỉ khiến vị giác giảm sút, mà còn có thể gây áp lực lớn cho hệ tiêu hóa khi phải hoạt động nhiều hơn để tiêu thụ chúng. Nếu bạn ăn nhiều mì tôm, cơ thể có thể xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, đau dạ dày. Một nghiên cứu chỉ ra rằng mì gói là một trong những loại thực phẩm khó tiêu hóa nhất. Bằng chứng là khi nội soi dạ dày sau khi ăn khoảng 20 phút, các sợi mì vẫn còn nguyên hình dạng. Chính vì lý do đó mà để tiêu hóa được một lượng mì nhỏ, dạ dày của chúng ta phải làm việc cực lực gấp nhiều lần so với bình thường. Thứ 5. Hại thận, hại xương. Bên cạnh muối, mì ăn liền còn có chất phốt phát, một chất giúp cải thiện mùi vị thức ăn. Tuy giúp bạn ngon miệng, nhưng chất này lại khiến chúng ta dễ bị loãng xương, răng cũng yếu dần đi nếu dùng nhiều trong thời gian dài. Như đã nói ở trên, mì tôm chứa nhiều natri từ lượng muối dư thừa. Do đó, việc ăn nhiều mì tôm rất dễ gây hại thận, có thể khiến sỏi thận hình thành. Thứ 6. Đẩy nhanh quá trình lão hóa. Chất mỡ trong mì tôm thông thường đều thêm chất chống oxy hóa. Nó có tác dụng làm chậm tốc độ oxy hóa, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm. Thời gian dài dung nạp quá nhiều chất chống oxy hóa sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy lão hóa ở cơ thể chúng ta, khiến da mau nhăn nheo và già đi trông thấy. Thứ 7. Có khả năng gây ung thư. Một trong những tác hại nghiêm trọng nhất của việc ăn nhiều mì gói chính là làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Để bảo quản hoặc tăng hương vị sản phẩm, nhà sản xuất thường cho vào mì ăn liền một số chất phụ gia như phốt phát, chất bảo quản. Những phụ gia này biến chất sẽ tạo ra nhiều độc tố gây hại cho cơ thể, về lâu dài sẽ dẫn đến bệnh ung thư. Mì ăn liền có thành phần chính từ tinh bột. Trong quá trình sấy khô hoặc chiên dầu, tinh bột dưới nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất acrylamide gây ung thư. Một nghiên cứu chỉ ra rằng trong mì gói còn chứa chất bảo quản độc hại TBHQ-tetrahydroquinone. TBHQ là một chất chống oxy hóa tổng hợp hay được sử dụng trong việc bảo quản sản phẩm. Cơ thể chúng ta chỉ cho phép tiêu thụ một lượng rất nhỏ, khoảng 0,02% TBHQ, tiêu thụ tới 5 giờ chất này sẽ có thể gây chết người. Sau khi đi vào cơ thể, mì mất thời gian rất lâu để có thể tiêu hóa hết được. Thời gian này chính là điều kiện thuận lợi để TBHQ ngấm vào và gây hại cho cơ thể chúng ta. Mì tôm chứa nhiều chất bảo quản, chất phụ gia, phẩm màu, muối, chất béo bão hòa, nhưng lại chứa rất ít các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Việc ăn nhiều mì tôm có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Thứ 8. Gây nóng trong. Mì tôm là thực phẩm đã qua chế biến bằng dầu nóng ở nhiệt độ cao. Đó là lý do sau khi ăn mì tôm xong, bạn thường có cảm giác khát nước và khô miệng. Việc ăn nhiều mì tôm dễ dẫn đến nóng trong, nhiệt miệng, nổi mụn. Thứ 9. Một số tác hại khác khi ăn mì ăn liền. Một nghiên cứu ở 6.440 người trưởng thành tại Hàn Quốc cho thấy những người thường xuyên ăn mì tôm có lượng protein, phốt pho, canxi, sắt, kali, niacin và vitamin A và vitamin C thấp hơn so với những người không ăn mì tôm. Ăn mì gói thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, một nhóm các triệu chứng bao gồm mỡ thừa ở bụng, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và mức lipid máu bất thường. Do đó, tốt nhất bạn nên hạn chế ăn mì tôm và không sử dụng mì tôm để thay thế bữa ăn chính trong ngày một cách thường xuyên. Như vậy, nếu bạn là tín đồ của mì gói, thì ăn như thế nào cho đúng cách? Mời các bạn tham khảo ý kiến của một số chuyên gia nhé!
trụng mì gói trước khi nấu. Thay vì chế nước sôi vào mì tôm và chờ trong vài phút, sau đó thưởng thức mì, bạn hãy trụng và chần mì qua một nước và đổ nước đầu đi. Bởi vì mì tôm thường được chiên qua dầu trước khi đóng gói, do đó việc trụng qua một lần nước sôi cũng sẽ giúp bạn loại bỏ chất béo có trong dầu chiên và để sợi mì dai và giòn hơn. Thứ hai, ăn mì tôm kèm với các thực phẩm khác, ví dụ như với rau củ, thịt, trứng, hải sản v.v. Mì tôm sẽ thêm đậm đà và thơm ngon nếu được kết hợp với rau củ, trứng, các loại thịt như thịt heo, thịt bò, thịt gà, hải sản hay đơn giản chỉ là chả cá, xúc xích, chả giò. Bên cạnh đó, trong mì tôm thường ít chất xơ, protein và khoáng chất. Nếu phải thường xuyên ăn mì tôm, cơ thể bạn sẽ thiếu một số chất dinh dưỡng cần thiết. Do đó, bạn nên kết hợp mì tôm với rau củ, trứng và thịt để bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể. Hơn nữa, cho thêm rau xanh, hành vào mì cũng giúp giảm bớt các axit béo bão hòa, cho thêm thịt giúp bổ sung chất đạm, tốt cho sức khỏe. Thứ ba, cách nấu mì đúng cách. Đun sôi nồi nước mới, rồi cho vắt mì vào, khoảng 1 đến 2 phút rồi tắt bếp để mì không bị nát. Sợi mì tôm đã có chứa một lượng muối nhất định giúp sợi mì giòn và đậm đà hơn. Do đó, khi chế biến mì tôm, bạn nên hạn chế sử dụng cả gói gia vị có sẵn, chỉ nên dùng một nửa hoặc 2/3 gói gia vị thôi là đủ. Gói gia vị có sẵn ngoài muối thì có một lượng bột ngọt, giúp tăng vị ngon ngọt cho nước dùng mì. Bạn cũng nên lưu ý không nên cho gói gia vị trước rồi đổ nước sôi sau mà hãy làm ngược lại. Đổ nước sôi trước rồi mới nêm gia vị để hạn chế bột ngọt bị biến đổi chất khi gặp nước sôi, gây biến vị mì và có thể sinh chất độc. Nếu muốn ăn khô thì trút hết nước đi, chỉ giữ lại mì. Như các bạn cũng đã biết thì nước mì tôm rất hấp dẫn, nhưng cũng chứa một lượng kha khá dầu ăn và muối. Nếu không muốn bị tích mỡ và thừa muối trong cơ thể, bạn đừng nên tiếc mà hãy đổ nước mì đi. Thứ 4. Ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước sau khi ăn mì tôm. Ăn nhiều trái cây và uống nhiều nước sau khi ăn mì tôm giúp cơ thể chuyển hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, giải nhiệt và đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Nhờ ăn trái cây và uống nước sau khi ăn mì tôm, bạn sẽ hạn chế hiện tượng sinh nhiệt, nổi mụn và béo phì. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.